nhà, Meta đây, Meta quay trở lại với cả nhà trong series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và các video này Meta chia sẻ với cả nhà về probiotic, món tên là kim chi vàng có nguồn gốc từ Đài Loan. Hình như là vậy, tại vì ở Đài Loan nơi nhà những nơi nào mà sang trọng đều có cái món này hết. Cho nên là mình nghĩ là như thế, thôi mình đặt như vậy đi ha. Nếu có sai sót gì thì các bạn điều chỉnh cho mình nhé. Kim chi vàng Đài Loan thì được làm không có lên men à, cho nên mình thấy cái món đó nó không hề tốt cho sức khỏe nhưng mà ngon lắm, nên là rất là nhiều người ăn. Vậy vậy cho nên Mita giới thiệu với cả nhà một cái món kim chi vàng, nhưng mà phiên bản Mita tốt cho sức khỏe của các bạn. Thì các bạn đã biết rồi đó, probiotic là những cái nhóm lacto probiotic, nó làm cho cái hệ đường ruột của các bạn được ổn định, được cân bằng cái hệ vi sinh vật cũng như là được cân bằng dinh dưỡng. Ngoài cái việc cân bằng hệ sinh vật đường ruột, nó còn giúp cho tiêu hóa tốt hơn, là và đồng thời những cái sản phẩm probiotic thì nó chứa rất là nhiều enzyme, nhiều vitamin và nhiều khoáng từ vi sinh vật được sản sinh ra và các bạn được sử dụng và hấp thụ vào bên trong cơ thể, tham gia quá trình chuyển hóa của tế bào và từ đó các bạn khỏe hơn, miễn dịch tốt hơn và vân vân các thứ lợi ích mà các bạn thu nhận lại được từ probiotic ha. Thì cái món kim chi vàng đó chuẩn bị cũng tương đối phức tạp. Là giai đoạn đầu tiên là các bạn phải làm sauerkraut trước đó. Thì giai đoạn 1 làm sauerkraut, các bạn có thể xem lại những cái video làm sauerkraut trước đó, rồi các bạn sẽ chuẩn bị trước 7 ngày cho cái vấn đề sauerkraut. Thì sauerkraut Mita khuyến khích ở đây là Mita chuẩn bị là sauerkraut bắp cải. Ở đây thì để làm kim chi thì Mita cắt cái miếng bắp cải nó hơi to một chút xíu, sau đó làm theo công thức sauerkraut các bạn xem lại ha. Các bạn có thể dùng bất kỳ kim chi vàng nào cũng được, nhưng mà hôm nay Mita hướng dẫn các bạn là với nguyên liệu sauerkraut bắp cải đã được làm từ một tuần trước đó. Thực ra là 10 ngày lận, bởi vì khí hậu nơi mình đang sống hiện tại nhiệt độ dao động từ 10 đến 14 độ C cho nên nó khá là lạnh và lên men nó khá là chậm. Và bên cạnh sauerkraut bắp cải thì các bạn cũng làm sauerkraut cà rốt để tạo ra màu vàng đấy. Đó, thì trong cái cà rốt này các bạn lên men khoảng 2 tuần, tại vì Mita cắt cái cục nó to như thế này, khoảng lên men khoảng 2 tuần trở lên. Đối với khí hậu lạnh như thế này thì phải 3 tuần thì nó mới có thể ăn được. Đó, thì sau thì cái nguyên liệu Mita chọn để làm màu vàng ở đây là cà rốt và đã chuẩn bị sauerkraut cà rốt trước rồi đó ha. Thêm nữa là đây là chao các bạn. Chao Mita có cho thêm một chút đường đen và cho nên nó có màu nâu nâu như thế này. Đó. Thì chao đây là Mita sẽ phải làm tới 2 tháng thì mới xài được, 2 tháng mới xài được chứ làm nhanh quá thì không có xài được. Ngon lắm. Đây giới thiệu cho các bạn một cái hũ chao Mita làm. Hũ chao này làm mới có được có một tuần và hũ chao này không có đường đen cho nên là nó không có màu đen đen. À, không có vấn đề gì ha. Tí teo đường thôi để cho nó chao có vị ngọt, nhưng mà cái hũ này là không hề có đường luôn, không hề có đường, rất là béo. Thì nguyên liệu chao ở đây là sử dụng là 3 viên chao này tương đương với 50g. Cái này là 100g. Sauerkraut, cà rốt 100g. Chao là đậu nành lên men, ít nhất 2 tháng đã sử dụng thì cái này là 50g. Đó. Ngon quá. Rồi. Mita sẽ sử dụng cái món này, nó rất là chua. Đó, vì chua và mặn nữa đúng không nào? Để trở thành một cái món giống như kim chi mọi người thường ăn thì Mita sử dụng thêm 10g đường cho cái món nước sốt này. Đây là đường nâu có đầy đủ dinh dưỡng, vitamin và khoáng có đầy đủ ở trong này, chỉ có vị ngọt được tạo ra từ cái nguyên liệu tạo ngọt. Ở đây Mita chọn đây là đường mía nâu organic đường hoàng ha. À, và Mita sử dụng 3 tép tỏi để tăng hương vị này. Bên cạnh đó những cái gia vị kèm theo gồm có như là nghệ rồi ớt rồi bột quế, các bạn có gì thì thêm vào để cho cả món ăn của các bạn có tạo thêm nhiều gia vị. Ở cái nguyên liệu tạo nước sốt này thì có thêm một hai nguyên liệu quan trọng để cái nước sốt của các bạn cực kỳ tuyệt vời, đó chính là mè. Mè đây là mè trắng. Mè trắng này các bạn rửa sạch, ngâm ít nhất 8 tiếng, sau đó vớt ra và sấy cho nó khô đi, rồi các bạn sẽ sử dụng. Nếu các bạn không có điều kiện như vậy thì
thích ăn cái món này quá, có thể sử dụng mè trắng đã rang sẵn, tuy nhiên không cực tốt lắm, do đó lâu lâu mình mới xài, mà xài ít thì cũng không thành vấn đề đâu ha. Đó, thì mè này đã được sấy khô, và kiểu như là rất là giòn tan như kiểu rang vậy đó. Thì cái phần này là 30g, và Meta sử dụng dầu 10g dầu, đây là dầu ô liu, đây là cái ổng đông dầu ô liu. Bạn không có dùng dầu ô liu thì bạn có thể dùng dầu mè, người Đài Loan dùng dầu mè các bạn ạ. Nhưng mà tốt cho sức khỏe thì dầu ô liu sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Và để làm cho cái nước nó sạch sạch hơn ấy, thì Meta có sử dụng thêm khoảng 20-30ml sữa hạt điều. Cái phần này là phần thêm vào, bạn không có cũng không sao hết nhé. Đó. Và chúng ta bắt đầu là nghiền cái hạt mè này trước. Meta sử dụng cái máy xay cà phê để nghiền hạt mè. Mè đã được nghiền rồi, Meta sử dụng máy xay sinh tố để nghiền những cái nguyên liệu còn lại. À, đây là cà rốt nè, đây là chao nè. Chao anh đã làm ngon quá cả nhà, ơi là ngon luôn. Đây là tỏi nè, đây là nghệ cho một chút nè, đây là ớt cho một ít nè, bạn thích cay thì cho nhiều hơn một chút xíu đó. Ngoài ra các bạn có thể cho ớt tươi cũng được, không nhất thiết phải là ớt khô đâu ha. Đó, mình cho thêm một chút bột mì nữa. Mình cho thêm khoảng 20-30ml nước sữa. Bạn lưu ý là nó trong trường hợp bạn không có cho xuất sữa này, bạn cho thêm một chút nước để cho cái việc xay này nó đơn giản. Mình cho thêm một chút nước để cho các bạn xay nó dễ hơn, không vấn đề gì cả. Đó, cho cả đường vào. Ok. Các bạn xay cái hỗn hợp này trước, sau đó đổ luôn cả phần hạt mè vào xay. Ok. Rồi, các bạn tương đối nhuyễn rồi các bạn ạ. Xong rồi các bạn cho hết cái phần mà mè các bạn nghiền ở đây ha, mè nè. Đó. Phần dính này dưới này các bạn nè. Phần nước sốt để làm kim chi vàng là coi như là xong rồi. Xong rồi đấy cả nhà. Các bạn chọn đều lên. Lúc này các bạn có thể cho luôn dầu vào để ấy luôn cũng được. Còn Meta lỡ quên cho nên cho sau như thế này không cho đâu. Đó. Đây là phần nước sốt này coi như xong rồi đấy. Cái nước sốt này các bạn có thể ăn với rau. Ăn với rau. Đó. Ngon lắm. Nước sốt này có thể ăn với rau. Đây là một nước sốt cực kỳ đặc biệt. Ăn với rau rất là ngon. Còn nếu các bạn trộn với kim chi thì nó sẽ ra kim chi vàng. Và mình Meta sẽ sử dụng vào đây. Đó. Đó. Bạn dùng với một lượng mà các bạn cảm thấy đều với cái món kim chi của các bạn. Đó. Trời ơi, món này ngon lắm, ngon cực luôn đấy. Và cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn, chứ không phải giống như kim chi vàng mà chúng ta ăn ở Đài Loan đâu nhá. Đó. Rồi. Và ta sẽ trang trí vào đây. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Đó chính là món kim chi vàng. Và chúng ta nếm thử nhé. Ta nếm thử. Ngon vô cùng, ngon vô cùng. Cực kỳ ngon luôn. Ôi, món kim chi vàng tuyệt vời, tuyệt vời. Cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn. Hãy cứ ăn một bữa ăn là khoảng 50g đến 100g như thế này.
Ok, cực kỳ tuyệt vời. Ăn trước bữa ăn cùng với bữa ăn, rồi giai đoạn sau của bữa ăn thì đừng có ăn nhé, thì sẽ tốt hơn. Còn đối với các bạn mà khỏe mạnh thì ăn lúc nào cũng được. Đây là kim chi vàng Đài Loan phiên bản Mita, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chúc các bạn thành công và luôn luôn khỏe mạnh. Hãy nhớ bổ sung probiotic mỗi ngày nhé. Bye bye.